Xin chào các bạn, hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách thức tăng tốc cái máy tính của các bạn lên. Thì sau một thời gian sử dụng cái máy tính thì các bạn sẽ cảm giác thấy là cái máy tính của mình là nó sẽ bị chậm lại và các thao tác nó sẽ không được mượt mà như cái lúc ban đầu nữa. Thì thay vì cứ phải cài cài Win thường xuyên thì các bạn sẽ thao tác hai cái bước như này, đơn giản thôi. Đầu tiên thì các bạn gõ phím cửa sổ kết hợp với phím R, giữ phím cửa sổ và kết hợp với phím R nhé. Thì ở trong cái ô mục Run này, các bạn gõ vào chữ ký tự là phần trăm này, tem phần trăm, bạn ấn Enter. Thì trong cái file thư mục này các bạn ấn Ctrl A và các bạn thao tác là xóa, delete nó đi. Rồi. Đó. Tiếp theo là bước tiếp theo là các bạn có thể nhấn tiếp phím cửa sổ R và gõ với dòng lệnh là ms config. Nó sẽ mở ra một cái bảng như này, thì các bạn click vào cái tab là Startup, các bạn mở nó ra. Thì ở đây là các cái chương trình sẽ cho phép khởi động cùng với lại cái Windows của bạn. Thì các bạn sẽ xem những cái phần mềm nào, cái ứng dụng nào mà các bạn muốn cho khởi động cùng Win thì các bạn để lại, còn những cái chương trình nào mà không khởi động, muốn không khởi động cùng Win thì các bạn disable nó đi. Ở đây thì ví dụ như Zalo thì tôi sẽ disable đi này. Skype disable này. Softphone disable. Ok, thì từ lần sau trở đi khi các bạn bật máy tính thì những cái chương trình này nó sẽ không khởi động cùng với lại cái Win của bạn nữa. Bạn nhấn ok. Ở trên đây là cái tôi hướng dẫn các bạn là xóa những cái file file rác ở trong máy và cái cách tắt những cái chương trình mà không thực sự cần thiết để tránh khởi động cùng với Windows của bạn, để làm cho cái máy nó nhanh hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.